Điều gì sẽ xảy ra nếu loài cá mập biến mất khỏi đại dương? Những sự thật thú vị mà có thể bạn chưa biết. Hãy tưởng tượng một ngày, không một lời giải thích, tất cả loài cá mập, những kẻ săn mồi hàng đầu của đại dương, đột nhiên biến mất. Điều gì sẽ xảy ra với hệ sinh thái biển và sự cân bằng của hành tinh chúng ta? Trong 30 ngày sau khi cá mập biến mất, sự thay đổi chuỗi thức ăn. Trong những ngày đầu tiên, sự vắng mặt của cá mập sẽ gây ra sự thay đổi lớn trong chuỗi thức ăn biển. Các loài cá nhỏ hơn, mà thường là con mồi của cá mập, sẽ bắt đầu tăng số lượng một cách không kiểm soát. Sau 6 tháng, sự mất cân bằng sinh thái. Sự gia tăng đột ngột của các loài cá nhỏ sẽ dẫn đến sự cạn kiệt nguồn thức ăn của chúng, như là zooplankton và các loài sinh vật phù du khác, gây ra sự mất cân bằng sinh thái nghiêm trọng. Trong vòng 5 năm sau khi cá mập biến mất, sự suy giảm đa dạng sinh học. Khi chuỗi thức ăn bị xáo trộn, sự đa dạng sinh học của đại dương sẽ bắt đầu suy giảm. Các loài có vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe của dạng san hô và các hệ sinh thái khác sẽ bị ảnh hưởng. Trong vòng 100 năm sau khi cá mập biến mất, sự tăng trưởng của loài độc hại. Sự mất cân bằng có thể tạo điều kiện cho sự phát triển của các loài độc hại như sứa và các loài phù du gây hại, làm thay đổi cấu trúc của hệ sinh thái biển. Trong vòng 200 năm sau khi cá mập biến mất, sự thay đổi của hệ sinh thái. Trong dài hạn, sự biến mất của cá mập có thể dẫn đến sự thay đổi lớn trong hệ sinh thái biển, với sự xuất hiện của các loài mới chiếm lĩnh vị trí mà cá mập để lại và sự biến mất của các loài khác. Sau 300 năm sau khi cá mập biến mất, sự phục hồi hay sự suy vong. Có thể mất hàng thế kỷ để hệ sinh thái biển phục hồi sau sự mất mát lớn như vậy, hoặc nó có thể không bao giờ phục hồi hoàn toàn. Dẫn đến sự suy vong của nhiều hệ sinh thái phụ thuộc vào sự cân bằng mà cá mập duy trì.